Thank you.
私の故郷、奄美大島の民謡を歌いたいと思います。皆さんにも一緒に歌っていただきたいと思います。ちょっと練習してみましょう。 ベトナムよいとこ皆さん。
牛と牛が戦う時に歌う歌なんです。あ、ちょっとね、練習かな。じゃあ、牛と牛が戦う時に歌う歌がこのワイルドビーストという歌です。よかったら皆さんも一緒に踊っていただけたらと思います。 Kizuki Minami của chúng ta muốn giới thiệu bài hát tiếp theo. Bài hát có tên là Inori Uta Koganashi. Các bạn ơi, mình xin lỗi, bây giờ là bài hát thứ tư của cô. Và bài hát này cô mong là các bạn hãy cùng nhau đứng lên và nhảy được không ạ? という歌があります。よかったら一緒に踊ってください。では行きますよ。準備いいですか？ OK。 それではみんな踊りましょう。 ワイドウィッシュ。 ホーチミン像のところでロケをしてきました。
Bài hát cuối cùng này là một bài hát trong một cái chương trình của kênh truyền hình NHK World, và kênh NHK World cũng có một cái gian hàng tại đây. この JML という番組で世界中で放送されているんですけれども その番組のエンディングテーマとして平和をテーマに作った曲があります。 Và cái chương trình của kênh NHK World này là một chương trình giải trí. すべて私のふるさとの奄美大島という沖縄の近くにある島の方言で、そこの言葉で作った曲です。 Bài hát này là bài hát được viết bằng tiếng địa phương, là quê của Kizuki, là tỉnh Kagoshima. Các bạn ơi, bởi vì ca sĩ Kizuki của chúng ta phải chuẩn bị cho màn trình diễn tiếp theo của mình, cho nên các bạn hãy vui lòng đợi trong giây lát. Trong khi đó thì các bạn cảm thấy màn trình diễn của Kizuki như thế nào? Có tuyệt vời không? Mình cũng rất là thích cái màn trình diễn của cô. Vừa đàn, vừa hát mà lại còn vừa nhảy nữa, thật là tuyệt vời. Không biết là ở đây có bạn nào đã từng xem cái màn trình diễn với cây đàn này chưa? Đây là một cây đàn truyền thống của Nhật. Các bạn, có bạn nào đã từng xem cái màn trình diễn với cây đàn này chưa? Vậy thì hôm nay các bạn đến đây và thật là may mắn khi mà được xem cái màn trình diễn này. Các bạn cảm thấy nó có hấp dẫn không? Mình có muốn học cái đây đàn này không? Muốn học cái đàn này không? Có vẻ như rất là khó. それでは最後に平和への祈りの歌を聴いてください。祈り歌となります。 Vâng, bài hát cuối cùng này là một bài hát hát về, nói về hòa bình trên thế giới. Vâng, bài hát là Inori Uta Toganashi. Xin mời các bạn cùng thưởng thức. Oh,
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.